Chỉ trong tháng 1 mà Việt Nam có tới 2 dịp Tết quan trọng nên việc trang hoàng phố phường cũng được gấp rút chuẩn bị. Đặc biệt là những công nhân đô thị trang trí đường phố với đủ sắc cờ hoa đang phải làm gấp đôi, gấp ba những năm trước để mang đến một mùa lễ Tết đậm chất truyền thống Việt Nam. Thế nhưng một câu chuyện đáng buồn đã xảy ra và nhận được bình luận vô cùng gay gắt trên mạng xã hội. Mời các bạn hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Vào đêm countdown đón năm mới, nhiều người thản nhiên dẫm đạp lên vườn hoa dù nơi đây luôn được gắn biển cấm. Không chỉ chen lấn ngắt hoa bẻ cành mà họ còn thản nhiên trèo lên cây, dẫm vào vườn hoa để có chỗ đứng tốt, nhìn thẳng vào khu vực sân khấu. Chỉ chưa đầy vài giờ đồng hồ, vườn hoa Hồ Gươm đã trở thành bãi chiến trường vô cùng thậm tệ và mất mỹ quan. Để có được một vườn hoa đều và đẹp như vậy, các cô chú công nhân đã phải làm việc ngày đêm cho kịp thời khắc giao thừa. Vườn hoa bị dẫm đạp không chỉ là công sức của những người trồng hoa mà còn chính là tâm huyết của họ muốn mang đến cho phố phường những tác phẩm đẹp nhất để đón Tết. Ánh mắt bất lực của cô công nhân càng khiến cho dân mạng phẫn nộ và thất vọng vào ý thức của những người đi countdown vào tối ngày 31 tháng 12. Ngay khi những hình ảnh này được đăng tải trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã để lại rất nhiều bình luận gay gắt và tức giận. Nhiều người có ý kiến cho rằng ra đường chỉ để hùa theo đám đông, cho bằng bạn bằng bè thì tốt nhất nên ở nhà. Dù chưa tới dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của người Việt, nhưng những năm gần đây đón giao thừa vào đêm 30 và rạng sáng ngày 1 tháng 1 cũng dần trở nên quen thuộc và là một sự kiện không thể thiếu với giới trẻ. Bạn nghĩ sao về hành động ý thức của những người tham gia countdown vào ngày 31 tháng 12 vừa qua?